xin mến chào toàn thể quý vị khán giả tiếp tục đồng hành cùng kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Xin gửi lời chúc đến mọi người một ngày thật là vui vẻ, may mắn và an lành. Hiện tại Tuấn đang có mặt ngay chỗ nhà bé Thanh. Cái thời điểm mà cách đây khoảng 1-2 tuần, nghe Phong Phanh anh trai Phong về chiếm nhà ở, nên là Tuấn cũng chưa lên được. Hôm nay phải lên xem tình hình có đúng như dân ở trên này người ta nói là thấy anh trai Phong sang ở nhà bé Thành với cả hai cháu nữa. Do vậy hôm nay Tuấn rất là mệt khi đang bị ốm và cảm xuống bụng, nhưng mà vẫn cố gắng di chuyển lên thăm nhóc Thành vào ngày cuối tuần. Hôm nay là ngày thứ bảy, trời rất là đẹp, trời rất nắng nhưng mà không khí ở đây rất là mát lạnh các bạn ơi. Đi xe vẫn còn lạnh lắm vì bây giờ đã vào cuối thu rồi, đầu đông. Do vậy khí hậu khá là mát lạnh. Không biết là nhập Thành ở nhà không. Hôm nay lên thì Tuấn cũng mua lấy cần rưỡi thịt để lên cải thiện cái bữa ăn cuối tuần cho thằng nhóc Thành này. Giờ Tuấn mời các bạn Tuấn cùng lên nhà nhé. Ngôi nhà vẫn màu xanh rất đẹp với những cái mái tôn. Nên lên đây là có một chú chó đã chào mừng. Chó nhà ai đây? Trước này để cái gì mà nhiều thế? Thóc hay sao các bạn ạ? Thành ơi! Thành ơi! Thành! Thành ơi! Thằng này không ở nhà. Không ở nhà sao? Xe anh trai Phong rất là nhiều thóc luôn. Quán cơm để đây nhưng mà không thấy Thành đâu. Nồi cơm à. Quán cơm để đây nhưng mà không thấy nhóc Thành đâu cả. Nhà lắm thóc thế. Xe anh trai Phong thì để đây nữa. Còn Thành bên này, phòng bên này. Không biết là thằng nhóc Thành đi đâu. Cảm thấy thật là rất là mệt luôn các bạn ạ. Sưu có như ai sụa. Không biết là nhóc Thành chạy đi đâu rồi. Vườn rau cải rất là tuyệt vời. Có rau cải để ăn này các bạn ạ. Mùa này chỉ có dâu cải gừng thôi, với lại vài cái cây bí. Con đi đâu về ấy? Đi chơi về à? Cắm cơm xong là đi chơi à? Có cái quả gì đấy? Hả? Quả gì đây? Quả này là quả gì? Nên ăn á? Ăn nó như thế nào? Chua hay ngọt? Ngọt à? Nhà con làm thóc thế, ai gửi thóc ở đây đấy? Thóc của ai? Chú Sình nhá. Của chú Sình hay bác Sình? Bác Sình đúng không? Bác Sình gửi thóc ở đây à? Ruộng bác ở trên này đúng không? Ồ, đây là cái quả nước mũi các bạn này. Về nấu cơm đi, chú Tuấn mua thịt rồi. Anh trai Phong đâu? Anh trai Phong đi về nấu cơm đi. Chào mọi người đi con. Chào ông bà, cô chú, anh chị và mọi người nào. Cô chó, bà, cô chú, chị và mọi người. Thế là cắm cơm xong là chạy đi chơi à? Đi nhặt rau đi, xong là nấu cơm nhé. Chú Tuấn vừa mới lên đến đây. Thế là buổi sáng nay thì anh trai Phong làm gì? Anh trai Phong sáng nay làm gì? Thóc. Hả? Làm thóc. Làm thóc á? Thế bảo anh trai Phong sang bên nhà con ở à? Hả? Sang đây ở hẳn á? Không à? Thế chú Tuấn bảo là thấy anh trai Phong về chiếm nhà con ở rồi. Phải không? Không phải đâu gì. Thế sao anh trai Phong lại sang bên này ở? Chú Tuấn thấy xe của anh để trong nhà đây đây. Xe này phải xe anh trai Phong không? Sao anh lại sang bên này ở? Hả? Không biết vì sao anh trai Phong sang bên này ở.
Thế anh ấy còn ở bên này không? Còn ở bên nhà con không? Lại sang bên kia rồi à? Thế hôm nọ là anh sang đây ở à? Sao anh lại sang bên này ở? Không nói là mưa. Mưa á? Mưa thì làm sao? Ở bên kia thì làm sao? Sợ lở. Sợ bị lở á? Bên đấy bị lở à? Ồ. Anh trai Phong con bây giờ đang ở đâu? Trong nhà. Ở nhà bên kia à? Gọi anh sang bên này nấu cơm ăn đi. Nhé. Đi, đi gọi anh sang đây. Bé Thành sang nhà anh trai Phong để gọi anh trai Phong sang đây. Anh chào em nhé. Ừ. Đang làm gì ấy? Ở bên nhà bên kia đang làm gì? Hôm nay Trần An đang đi gạt này. Gạt hết chưa? Thóc nhà em gạt hết chưa? Hết rồi. Cả của bé Thành à? Vâng. Của hai anh em ấy, gạt hết rồi gì? Chưa gạt hết nhưng mà còn hai thửa nó chưa chín. Còn hai thửa chưa chín á? Thế còn hai thửa là chưa gạt đâu à? Bây giờ gạt hết rồi. Bây giờ gạt hết rồi gì? Vừa gạt. Tuốt hết chưa? Tuốt hết rồi, vừa gạt. Tuốt hết đập ấy? Vừa tuốt hết. Tuốt à? Lên hôm nay nắng thật. Hôm nọ là em sang bên này ở à? Vâng. Ở nhà bên kia bị làm sao? Nó bị đứng sợ mưa, lúc mưa thì cũng sợ, mưa thì trốn sang đây ở. Trốn sang đây ở? Vâng. Tại vì hôm nọ anh cũng nghe loáng thoáng ấy, là cán bộ xã nói là ở trên chỗ khu nhà bé Thành là bị nứt rất là dài, xong là nó bị sụt xuống rồi đúng không? Vâng. Là có nguy cơ là ở bên bên chỗ khu nhà em thôi đúng không? Bên này là không bị đâu chứ, bên Thành làm gì có núi cao đâu mà bị. Bên này không bị nhưng mà bị từ kia lên trên núi này đấy. Lên hẳn trên núi trên kia. Vâng, hẳn trên núi nước, mà ăn kéo nước cái chỗ nước này. To lắm à? Nước to. Thế là sang bên này ở tạm vào mấy ngày mưa đấy. Vâng. Ở thế đấy nào? Là nhiều hộ cũng bị đấy nhỉ, nếu mà nó sạt lở ấy. Năm sáu hộ hay là năm hộ? Năm hộ. Vâng. Hôm nay anh lên chơi tí xem là thằng Thành nó ăn ở thế nào. Mua thịt rồi em về đây nấu cơm đi. Vâng. Đi. Sang bên này nấu cơm ăn. Bên chỗ đất khu nhà anh trai Phong kia là bị sạt lở, tức là có những cái vết nứt to, nên là Tuấn Hùng cũng nghe trưởng thôn đó, trao đổi với lại có cả trao đổi với Tuấn Hùng nữa là vết nứt to quá, nên là di dân qua những cái ngày mưa trong cái đợt vừa rồi cũng có vụ sạt lở ở chỗ quốc lộ 2 đấy, mấy thời điểm đấy mưa rất là lớn luôn. Nên là anh trai Phong với hai cháu nhỏ là phải sang ở tạm nhà bé Thành. Vì bên đấy nó tạo thành một vết nứt lớn chạy lên đến tận trên chỗ cái đỉnh núi. Đó, nếu mà sạt lở là bên đấy 4-5 hộ là đi luôn. Nên là cho anh trai Phong cũng sang bên nhà bé Thành ở nhà mấy hôm. Bây giờ lại về bên kia rồi. Hôm nay là gặt lúa chứ không phải là anh trai Phong chiếm nhà. Có người bảo anh trai Phong ở đây chiếm nhà ở rồi. Còn đây thóc rất nhiều, thóc này thì là thóc của chú Sinh, chú gửi. Bây giờ thì cho anh trai Phong nấu cơm cùng bé Thành, tại vì hôm nay Tuấn Hùng rất là mệt các bạn. Thịt lợn ngon đấy. Đấy, thóc này là của ai gửi em? Bác Sinh ạ. Bác Sinh à? Vâng. Bác Sinh sao lại mang thóc về đây gửi? Nhà kia nó không nên ở nữa. Gửi đây hôm nào nếu mà chuyển nhà thì nó dễ. Nhà bác Sình cũng bị sạt lở á? Vâng. Nó lở đến nhà chưa? Chỗ đấy nó có thành một cái sình lầy, nó nhiều nước ấy nhỉ? À. Ở ngay dưới chỗ đợt trước anh chở đồ lên cho bé Thành vứt ở đấy, chỗ đấy chả nhiều nước à? À. Nhà bác Sình là bị nó sạt ở phía sau vậy. Nó như kiểu là trên cái đứt xuống thì kiểu là dưới đây nó không như kiểu sắt sắp lở tắt đi á. À. Thế là bác Sình bây không dám ở đấy à? Không, ra mưa thì nó không dám ở đấy. Thế đi ở đâu? Lúc có khi nó trốn sang đây, nó có khi nó trốn đi ngủ nhà trường kia. Đi ngủ bên nhà trường kia. Thôi làm một ít đủ ăn đây các bạn. Đấy, còn rau cải. Mai còn đi chợ không? Chắc không đi đâu nhé. Hôm nay hết sạch tiền. Hết sạch tiền.
Thế dạo này gọi điện cho vợ nó còn nghe không? Không, nay hồi trưa điện nó toàn chuyện. Nó chửi mình á? À? Nó đi lấy chồng mới rồi á? Chắc lấy rồi đấy. Nó bảo, em bảo anh chưa xuống đi, xuống ký, nhưng mà nó bảo nó ký xong, ký hết rồi. Nó ký vào cái giấy ly hôn xong hết rồi à? Từ nó đi lấy chồng mới rồi à? Nó bảo nó trên đấy nhưng mà chẳng biết được. Nó toàn xa thằng. Chỗ nào? Kia cũng đi làm việc một năm ấy, bảo thằng đổi kia. Thằng kia? Ừ. Cái thằng em đăng ảnh là em với nó đấy á? Hai đứa nó đấy á? Thôi nó đi thì kiếm đứa khác, lo gì. Bây giờ bắt đầu mới xào xáo. Tuấn Nùng mời quý cô chú anh chị, quý vị khán giả ăn cơm cùng với lại bé Thành và anh Trai Phong. Anh Trai Phong thì sáng nay vẫn phải đi gặt nốt hai cái thửa ruộng. Đó. Tuấn Nùng cho bé Thành gọi sang bên này nấu cơm, hôm nay Tuấn rất là mệt. Ăn cũng không ăn được. Người đang ốm, thật sự với các bạn như vậy. Còn đối với lại thóc lúa ở đây thì như anh Trai Phong cũng chia sẻ với mọi người, đây là của bác Sành, nhà bác ấy bị lún sụt, do vậy là đang di rời. Đợt này khu làng bên đấy bị lún sụt như thế thì xã nó có chương trình gì hỗ trợ không em? Xã nó cũng bảo là hỗ trợ nhưng mà chẳng biết để không. Nhưng nó hỗ trợ như thế nào? Nó bảo hỗ trợ 30 triệu để tặng cái bé bé. Để khi nào mưa thì tránh đi. Tức là hỗ trợ cho 30 triệu mỗi một hộ để làm tạm một cái nhà bé bé, xong là khi nào mưa quá thì tránh đi ra cái nhà bé đấy ở. Bên đấy là nứt đến hơn một cây số cả. Nó nứt to bằng nào? Không to, tầm 10 phân. Nó sụt xuống thế nào? Xuống tầm 10 phân, 15 phân. Tức là nó nứt đến một cây số là rộng đến 10 phân rồi. Và nó lún xuống hơn 10 phân, 15 phân rồi. Nếu mà mưa to một trận nữa là nguy cơ lắm nhỉ. Chỗ này mà nó đi là nó đi cả mảng luôn đấy. Nó xuống đến tận xã đấy. Nó đi thì nó kéo thì nó đi cả mảng đấy. Nhà cửa mọi cái là đi hết luôn. Ở dưới nhà em kia đào là một cái ao nhỉ. Chỗ đấy là một cái ao nữa thì nó lở là lở đi hết luôn đấy. Ở dưới đấy, dưới chỗ nhà em đấy đợt trước thằng Thành đi chăn trâu anh thấy ở đấy là nó ấy hết rồi mà. Nó nứt xuống hết rồi mà, xô xuống rồi. Chỗ nhà bác Sình ấy. Nhưng mà năm nay chỗ đấy lại không thấy đi ấy. Là nó nứt hẳn từ trên đỉnh đồi xuống. Đào là ra nước ấy nhỉ. Chỗ nhà Thành là an toàn nhất nhỉ, không lo nhỉ. Mới tội là về chạy nhảy hơi đen. Thế hôm nọ em sang bên này ngủ được 2 tối rồi à? Là 2 tối mưa to to đấy hả? Cái vụ ở Hà Giang nó bị sạt lở ở chỗ đường kia mất 4 người đấy hả? Mấy cái tối hôm đấy à? Cái thời điểm đấy mưa to nhỉ? Em về, hôm tối đây em về về thì sáng sáng hôm đó đã sạt rồi kia. Sạt rồi. Về. Thằng Thanh thì ở bên nhà bên kia, có mỗi bé Xanh sang để ăn cơm cùng này. Thôi cho bác Sình cứ gửi nhà thóc lúa ở đây cũng được. Bây giờ nhà bác cũng phải di rời. Thế bác Sình định đi làm nhà chỗ nào, làm tạm ở đâu? Không có chỗ làm thì nó cho di rời đi xa đấy. Thế thì không có chỗ làm thì cũng... Đi bố lộ à? Đi xa cũng đi. Đi xa cũng phải đi này. Ở đây thì nguy hiểm quá nhỉ, nếu mà nó nứt như thế. Nó dài hơn một cây số cả. Thế nó đi là đi hết cả mảng luôn. Nó đi thì đi cả mảng. Đi xuống ở dưới cái khe, dưới kia nhỉ, khe suối đấy. Thế nó xuống tận dưới xã luôn đấy. Đến chỗ trạm y tế kia nó xuống tận dưới xã đấy luôn. Nguy hiểm thật. Dưới trạm y tế kia trên kia trước nó cũng đứt. Nó bảo cao bằng này hay sao mà. Đợt này vẫn chưa lở nhỉ. Trời mưa thầy cô giáo cũng cho trẻ con trốn hết mà. Cứ trời mưa là trường thành phiền là cho học sinh tạm thời là trốn đi. Thành dọn đi rửa nhé.
Thanh niên bây giờ ở nhà khác tự nấu cơm các bạn ạ, tự hái rau cải, tự nấu cơm. Anh trai Phong về hộ thái thịt, làm hết 1/3 thịt thôi, vẫn còn để bữa tối này ngày mai nữa, ngày kia lại đi xuống trường rồi. Vậy là anh trai Phong này sang bên đây ngủ nhờ 2 tối thôi các bạn nhé. Do mưa gió quá lớn và nó có vết nứt xuất hiện từ trên đỉnh núi kéo dài xuống đến khu nhà anh trai Phong làng bên kia là hơn 1 cây số. Nó rộng 10 phân và nó đã lún xuống 15 phân rồi, nguy cơ sạt lở rất là cao. Do vậy mà anh trai Phong phải di rời sang đây ở nhờ 2 tối. Còn bây giờ thì trời nắng thì lại tạm thời sang bên kia. Nhà bé Thanh thì cũng rất là gọn gàng, tự nấu ăn, tự ở, tự nấu ăn. Thôi, giờ bát đi nhá Thanh nhá, chú Tuấn đi nhà chú Dùng một tí nhá. Anh đi xuống nhà chú Dùng một tí. Giờ Tuấn Đùng sẽ mời các bạn đồng hành tiếp xuống thăm anh Dùng một tí, xem là tình hình anh gặt lúa gì nhá các bạn này. Cũng lâu lâu không lên, hôm nay tiện đường lên nhà bé Thành xuống thăm anh Dùng một chút. Hôm qua hôm nay Tuấn đang bị cảm nên là rất là mệt, đi bộ xuống đây một cái quãng đường rất là dài, thực sự là mệt, mệt vô cùng luôn, đến gần nói còn không buồn nói các bạn này. Anh Dùng chào mọi người cái nào. Xin chào nhé. Hôm nay đã là thứ bảy rồi, ngày mai sẽ là chủ nhật. Ngày mai anh có đi xuống dưới bán quẩy tấu không? Em không không làm được thì là không bán đâu, thì không là mai à? Mai thì là em là xuống đi mua mấy cái bao tải thì là em đi gặt lúa. À, chuẩn bị đi gặt lúa. Cái này là một trong những cái quẩy tấu đang làm dở đây đúng không? Nó khô hết không làm được đâu. Bây giờ nó khô hết không làm được nữa. Bây giờ khô hết thì mang đi ngâm nước có làm được không? Không làm điều đâu. Không làm được à? Lại nó lăng như thế này thì là không quay liên điều đâu. Tức là khô hết thế bây giờ là bỏ đi thôi à? Thì là em lăng cuối liều thì là em lăng đi phụ anh máy thì là gạt lúa xong thì là cái em định về lấy nhà thì nó khô hết không làm điều đâu. Thế ruộng lúa của anh là nên gạt chưa? Em cái gọi em thì là đen rồi. Lúa thế nào? Anh đi kiểm tra lúa không? Đi kiểm tra xem hết rồi. Đi xem hết rồi. Nó chín nhỉ? Lúa của chín rồi. Thế ở xung quanh đấy là họ gạt hết chưa? Của nó thì là gạt hết rồi. Bây giờ còn mỗi của anh thôi đúng không? Chỗ đấy nếu mà gạt thì có ai đến giúp anh gạt không? Thì là cái lương gái của anh nó linh phụ thôi. Liệu chỗ đấy thu được khoảng bao nhiêu bao thóc? Thế thì là điều 7-8-9 bao thôi mấy. Nó không tốt lắm à? Không tốt đâu. Năm nay lúa ở đây cũng nhiều hộ cũng mất mùa. Anh nấu cơm ăn chưa? Chiều nay anh nấu cơm nhá. Chiều nay nấu. Thế là ngày mai là đi chợ là để mua bao tải về để gặt lúa thôi đúng không? Không có cái quẩy tấu nào bán à? Không có đâu. Thế còn bao nhiêu tiền để mai đi mua bao tải? Thì là em đi cùng anh máy xiên tí thôi. Đi cùng chú máy á? Xin nó bao tải á? Xin là máy nhìn thôi, đang nuôi thôi. Thế con dao nọ em cho tiền anh mua là con nào? Cái này hay cái này? Cái này à? Dỉ hết rồi, có xác không? Xác rồi. Hả? Nó có xác rồi. Cái này là dao to hay dao nhọn? Dao nhỏ thôi. Cái này em là mua 60.000. Thế là có 2 con này đủ làm quẩy tấu chưa? Cái này thì là em dùng lăng cỡ tấu, cái này thì là em dùng lấy cát quẩy thôi. Cát quẩy? Thế là trong tuần này là không đan được cái quẩy tấu nào luôn.
Đây là hoàn cảnh của anh Dùng, một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đây anh có một cái nhà trình tường nhỏ nhỏ để làm cái nghề đan quể tấu. Cách đây 2 năm mưa lũ nó sạt lở, nó dẫn đến là ngôi nhà đã bị lũ nó cuốn đi rồi. Đối với anh Dùng thì nhà có 3 anh em, bố thì mất rồi, và khẩu anh Dùng là ở cùng với lại nhà Xính, nhà em trai Xính. Mấy anh em không có vào nhau nên là Dùng ở riêng. Sổ hộ khẩu thì không tách riêng mà vẫn ở với em trai Xính. Do vậy mà khi ngôi nhà của anh ấy bị sạt lở là nhà nước cũng muốn hỗ trợ, nhưng mà anh lại là nằm trong khẩu của Xính nên là rất là khó. Do vậy là không được hỗ trợ các bạn ạ. Xong sau đó là anh lên cuốc đất mấy nơi để làm nền nhà, toàn đất của người khác, họ không cho ở. Xong anh về cuốc đất của nhà anh ấy ở đây, rất là dốc, dựng một cái lán tạm bằng bạt để mưu sinh sống qua ngày. Những cái thời điểm mưa to, gió lớn, nguy cơ sạt lở là anh ấy sang bên nhà bạn bè anh em để trú. Đợt nọ thì cũng nói chuyện với Diêu để mua đất của nó, nhưng mà Diêu nó lại không bán nhỉ. Ừ. Nó lại đưa vợ nó về đây ở. Vợ con nó về đây ở, nó đi làm thuê đợt nọ, nó về cấy lúa không? À, về gặt lúa không? Ừ, nó về. Nó về à? Ừ. Thế bây giờ vợ con nó có gạo ăn chưa? Ừ, nó cua rồi, nó gạt hết rồi. Nó gạt hết rồi. Ừ. Thế đợt nọ là vợ con nó không có một tí nào gạo ăn đâu nhỉ? Ừ. Thế thằng con trai nó nọ cùng anh xuống dưới huyện đấy, xong nó đến nó quỳ nó xin em gạo em cho nó, thì nó cũng mang về không? Ừ, nó mang về rồi. Thế còn tiền, đây giờ nó mua cái gì? Nó có biết mua mì tôm không? Nó không mua đâu. Nó thì là mua thuốc lào thôi. Ồ, bé tí thế mà mua thuốc lào rồi. Ừ. Lần đấy bé tí thế mà nó nghiện thuốc lào à? Ừ, nó nghiện thuốc lào. Nó như kiểu cũng không thương mẹ nó với em ừ. gái nó vậy nhỉ? Ừ. Thì em bảo là thì là không biết mua thì là lấy xe lấy cho em, thì em đang mua hụ cho, thì nó bảo là ồ không, em thì là thấy thuốc lào thì là em lại lấy mua thuốc lào thôi, thì thôi mua thuốc lào với hút thôi. Ừ. Đúng không? Phong cảnh rất là tuyệt vời, thực sự là Tuấn Hùng đang bị cảm xuống bụng, người rất mệt, không có sức. Đến cả cất lời nói cũng rất là mệt các bạn ạ. Thế thằng Diêu nó về thì bây giờ nó đi chưa? Ờ, nó chưa đi đâu. Nó là ở nhà thôi. Ờ, nó là ở nhà thôi. Thế hôm nọ đi làm thuê đấy thì nó có được mang được tí tiền là về không? Ờ, nó đi, nó bảo là đi 2 người thì là đi 20 triệu. 2 người? Ờ. Được hẳn 20 triệu? Ờ. Làm ở đâu mà được nhiều tiền đấy? Nó trồng bác quang thôi. Nhưng nó làm được nhiều tiền như thế. Ừ. Về thì nó phải mua gạo, mua này, mua kia cho vợ con nó ăn chứ. Ừ. Để vợ con nó hôm nọ không có cái gì ăn, cơm. Ừ. Không có ăn, toàn ăn rau dại. Nó không biết gửi tiền về nhỉ? Ừ, nó không gửi đâu. Thế ngày mai mấy giờ anh xuống chợ? Em thì là từ là từ 3 giờ thôi. 3 giờ? Ừ. Đi bộ xuống? Ừ. Mai ông máy cũng đi à? Không đi đâu. Thế thì làm sao mà lấy được bao tải? Ừ, thì là em tí chiều thì em đi vay thôi. Đi vay ông máy? Ừ. Để mua bao tải về để thóc? Ừ. Mai xuống em mua cho. Ừ. Anh cần bao nhiêu cái bao tải? Thì là lấy 9 kế thì là đủ rồi. Cứ mua 9-10 cái nhỉ? Ừ. Thế sau khi lấy thóc xong ở tận dưới lùng chín hạ dưới kia thì làm thế nào để bê lên đây được? Lâu lâu lại vác về một cái à? Ừ. Nhờ ai sát cho? Ừ. Mang lên đây thì đi sang ông máy nhờ sát gạo cho cũng được nhỉ? Ừ, được. Ông máy ông có lấy tiền không nếu ông sát cho ấy? Nó bảo không lấy, nó không lấy tiền đâu. À. Nó thế sát phụ thôi. Thế thì nó cũng tốt thôi. Ừ. Thời điểm này là không khí bắt đầu lạnh dần rồi đấy. Ừ. Buổi tối ngủ là phải đắp chăn bông rồi. Ừ.
Mùa hè có đáp không? Ổn ta. Ở đây tối gió có lạnh không? Ừ, nó lạnh vô. Áo khoác anh không giặt hết đi, không là tới này đến mùa lạnh này không có áo mặc đâu. Ừ. Này, ngủ tê tê vào không thế kêu đâu. Cái đèn pin của anh thì hết pin, anh đi đâu sạc? Đi nhà ông máy thôi. Đi nhà ông máy à? Ừ. Thế này lại con chó kia là nhổ như thế này thấy dai thôi. Con chó dùng hủ nhăn thì là nó... Con chó nó cắn hỏng hết dây rồi đúng không? Ừ. Đập cho nó một trận. Người còn phải dạy nó gì con chó? Ừ. Thì là các hộng thế như thế này thôi, lại mua khác thôi. Lại mua khác về lấy tiền đâu mà mua. Đèn pin anh không giữ cẩn thận, một cái toàn 150 đến 180. Thì là phải là lấy rồi làm... Một năm dùng hết mấy cái đèn pin này. Thì là phải làm lấy nhiều thì như thế này nó mới sáng. À, phải đấu thế nó mới sáng rồi. Đấu rồi nó như thế này thì là nó cũng sáng tốt. À. Làm cái gì mà để cho con chó nó cắn hết dây đi. Đang ngủ thế, đang đa như thế này thì là con chó về nhỉ. Nó tha đi à? Nó kéo chạy. Ôi giời. Một năm không biết mua bao nhiêu cái đèn pin. Ừ. Ở đây thì không có điện, nhà anh dùng thì không có điện rồi. Đấy, cũng chẳng có cái đèn năng lượng mặt trời nào các bạn ơi. Cơm thì ăn đông. Ruộng thì nhiều. Phần ruộng 6 thửa bên trên này thì anh em nó làm rồi. Còn cái ruộng ở dưới lùng chín hạ kia thì năm nay cho anh dùng cô đơn cấy, không biết là thóc lúa thế nào. Em đi về đây. Ôi, không ăn cơm nữa đâu, chế đâu. Tuấn Hùng đi về thôi các bạn ơi. Trời giữa trưa nắng to, không khí rất lạnh nhưng mà trời nắng thì cũng khá là nóng. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Tuấn Nùng nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các phần video tiếp theo. Ơi anh. Vâng, em chào anh. Nùng đi về rồi. Đang ốm nó leo dốc sẽ là một cực hình khi mà người đang không có sức khỏe như vậy.